định lực lượng vũ trang là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Trong những năm qua, các cơ quan đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, quân khu 7 luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Qua đó góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận phóng viên thời sự nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống quân khu 7, 10 tháng 12 1945, 10 tháng 12 2023. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian qua lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Cửu kết hợp chặt chẽ việc xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Tập trung đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt 3 đột phá, các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện tốt nội dung đột phá về tổ chức, biên chế theo hướng tinh gọn mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, phương pháp, tác phong công tác khoa học, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đảng ủy quân sự huyện đã quán triệt một cách đầy đủ nghiêm túc các cái nghị quyết của Đảng ủy quân sự tỉnh. Đồng thời các cái chỉ tiêu của Đảng ủy quân sự tỉnh thì Đảng ủy quân sự huyện đã bám sát vào cái tình hình thực tiễn của đơn vị, đồng thời ra nghị quyết lãnh đạo cho toàn bộ lực lượng vũ trang huyện để thực hiện tốt cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trong những năm qua, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Cửu đã thường xuyên quan tâm và đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện. Chính vì vậy, phong trào thi đua thực sự đã trở thành động lực thúc đẩy các cơ quan đơn vị trong toàn đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Việc xuất hiện các mô hình cách làm hay trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương có tác dụng cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.